Chào các bạn, và mình là Steve đây. À, mình thấy ở phía sau lưng mình có một nhân vật phải nói khá là quen thuộc luôn các bạn ơi. Đó chính là em Báo nha. Ui, anh trai ơi, anh trai đụng Steve rồi. Anh trai bước xuống xe đền tiền cho em đi. Mai cho anh trai đó nha. Ngày hôm nay là mình gặp em Báo. Nếu như mình không gặp em Báo là mình đầm vạ rồi các bạn. Ui, em Báo thấy mình bỏ chạy các bạn ơi. Nào 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 em Báo, từ từ thôi, từ từ thôi. Steve có làm gì đâu mà em Báo lại bỏ chạy. Steve thì muốn chết luôn gì đó các bạn ơi. Mà em Báo bỏ chạy kìa. Em Báo ơi, từ từ đã em Báo. À kìa kìa các bạn ơi, mình tưởng đó là em Báo sử dụng kỹ năng độn thổ chứ. Dừng lại đi em Báo, dừng lại đi em Báo. Em Báo làm cái gì vậy? Các bạn nhìn nè, rõ ràng là trên người mình không có một món vũ khí nào luôn đó. Mà tại sao em Báo thấy mình em Báo bỏ chạy ta? Khó hiểu thực sự luôn. Thôi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với các phương tiện của mình nha. Đây là chiếc xe gì đây? Các bạn nhìn nè. À, xe năng đây các bạn ơi, xe năng đây. Nhìn hài dữ vậy ta. Các bạn nhìn nè, Steve lái xe năng luôn nha. Đề máy lên. Ủa cái gì vậy? Mình tưởng đâu con xe năng này chạy không được chứ. Mà mình không biết là mình năng chiếc xe kia có được hay không nữa các bạn. Lúc nãy thì mình có đi vào trong khu chợ đen. Mấy anh trai trong khu chợ đen vừa về một con xe phải nói rất là đẹp luôn các bạn. Để bây giờ mình chạy xuống dưới, mình cho các bạn xem nha. Cái đó là mình không biết nên gọi là xe các bạn, máy bay hay là phương tiện bay nữa. Nó ngộ lắm luôn á. Rồi, để mình chạy xuống đây, mình cho các bạn xem thử nha. Từ từ thôi, từ từ thôi. Xe năng chạy ghê quá các bạn ơi. Nào 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 nào, cái gì vậy? Sao vướng vào thục đá rồi? Quên qua bên đây. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Đây các bạn nhìn nè, mình sẽ thử nâng con xe của mình lên nha. Mà mình không biết là nâng có được hay không nữa. Ui cái gì vậy? Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Nâng lên nè. Rồi luôn các bạn ơi. Mình không biết nâng rồi. À, đây 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 các bạn ơi. Nhưng mà nâng không được. Đây các bạn. Đó đó đó. Nó chỉ như vậy thôi các bạn ơi. Mình cài khá là nhiều bản mod ha, cho nên là mod chồng mod mình bấm này hiện tùm lum tùm la. Đây các bạn nhìn nè, cái này á mình không biết nên gọi nó là xe máy bay hay là cái gì nữa các bạn. Nó là một dạng mô tô bay nha, gọi chung chung là như vậy đi các bạn. Đây các bạn nhìn nè, bay ui. Bay một phá một, bay lên trời luôn các bạn. Wow, xoay vòng tròn nữa chứ, có highlight rồi các bạn ơi. Để các bạn nhìn nè, chúi xuống nhưng mà phải từ từ thôi nha các bạn, cái phương tiện này á nó khó điều khiển lắm. À mình quên chứ, bây giờ mình sẽ đi vào trong cái hàng Bách Hóa Tổng hợp, mình sẽ mua đồ cho bà ngoại Danny nha các bạn. Bà ngoại Danny dặn mình mua Coca với lại là Spum. Từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Lướt lên nè, lướt lên nè. Ui. Nó khó điều khiển lắm các bạn ơi, chứ không phải là đơn giản đâu nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ mua con xe này và tặng nó cho bà ngoại Danny nha các bạn. Lâu quá rồi không có về thăm ngoại Danny. Nào, dựng xe dậy. Con xe này nó khó điều khiển lắm các bạn ơi. Nếu như chạy như vậy thì khá là ok nha, chạy được các bạn. Còn bay lên thì nó khó điều khiển lắm. Rồi mọi người ơi, ui các bạn coi nè, chiếc xe này có súng hả? Hồi nãy mình thấy mình vừa chỉ cái tâm súng vô bà chị luôn các bạn. Mình giật mình chứ, mình mà bấm chuột một cái một thôi là bà chị này đi gặp ông bà liền luôn đó. Rồi các bạn ơi, có xì bông lon nè, xì bông chai nè, coca lon nè, cola chai nè, rồi có loại spin luôn hả ta? À được đó, lấy hết luôn nha anh trai. Rồi thanh toán cho em đi. Rồi. Ủa bà chị kia, hình như bà gọi cảnh sát thì phải. Các bạn nhìn kìa, tự dưng mình vô đây mình muốn nước ngọt, gọi điện báo cảnh sát, mình lên 2 sao luôn. Là sao vậy anh trai? Chuyện này là sao vậy anh trai? Em cầm một lời giải thích từ anh trai đó nha. Em vào đây em mua nước ngọt, em đang trả tiền mà tại sao mọi người lại gọi điện báo cảnh sát? Rõ ràng là mình có làm gì đâu các bạn. Này nhá anh trai nhá, anh trai nhá. Ui. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Nhưng mà trước khi rời đây, mình sẽ cho anh trai này xỉu luôn. Mình sẽ cho anh trai này xỉu luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình nhảy trúng người ảnh, mãi không xỉu các bạn. Xỉu cho anh trai. Ui từ từ thôi, từ từ thôi, đừng có đánh người ta mà. Cảnh sát đến đây rồi các bạn ơi. Anh trai này nhá, đụng mảnh cho anh xỉu luôn các bạn. Ui mảnh không xỉu kìa. Ui từ từ thôi, đừng có đánh người ta. Mình chỉ muốn đụng anh trai này cho anh trai này xỉu thôi các bạn ơi. Này thì mọi người gọi điện báo cảnh sát nè, mình vào đây mình mua đồ, mình ủng hộ, không biết cảm ơn mình thì thôi đi, còn gọi điện báo cảnh sát nữa. Rồi nữa các bạn ơi, cảnh sát đã biết mình ở trong đây rồi. Tạm biệt mấy anh cảnh sát nha, em đi đây. Mình chạy cái phương tiện này là mình đảm bảo với các bạn là mấy anh trai cảnh sát không tìm được mình đâu. Đó, đuổi theo mình đi, mình bay lên đây luôn các bạn.
Con xe này hình như nó có ba chế độ bắn nha. Chế độ súng máy này các bạn, rồi chế độ tên lửa nè, rồi tên lửa tầm nhiệt nè. Ui, lướt gió đó các bạn ơi. Đó, tuy là lướt gió nha, nhưng mà tốc độ của nó cũng được 127, 128, 129 đó các bạn, rất là ổn định luôn. Nào 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 nào, bay 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 bay. Từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Nó chạy trên mấy cái mặt phẳng này thì khá là ok nha các bạn, chỉ có bay lên nó mới khó thôi. Đó, bay lên nè, bay lên nè, đi đến nhà ngoại Danny thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử bay qua hồ nha các bạn. Sao nghe nó nguy hiểm quá ta, không biết là con xe này nó có chạy lên được mặt nước hay là không nữa. Để mình thử luôn nha các bạn, cái đoạn này mình thử được nè các bạn ơi, bởi vì nước khá là cạn nha. Thử 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 nào, thử nào, thử nào, thử nào. Ui. Chạy không có được các bạn ơi. Mình tưởng nó chạy được chứ, không ngờ nó chạy không có được. Vậy làm sao bây giờ đi ta? Chạy đến nhà ngoại Danny mà không bay như vậy thì nó hơi bị lâu đó các bạn. Nhưng mà thôi, mình sẽ chạy như vậy luôn nha. Tăng tốc nè. Ui, đó các bạn, tầm nhiệt kìa. Anh trai kia đứng ở trong kia có làm gì đâu mà tự dưng nó tầm nhiệt luôn. Để mình kiếm một con xe nào nó đang đậu các bạn, mình sẽ bắn ra thử tên lửa cho các bạn xem nha. Tên lửa của nó bắn ra cũng hơi bị mạnh đó các bạn ơi. Đây, mọi người ơi, mọi người đi chỗ khác đi mọi người ơi. Mọi người đi chỗ khác đi mọi người. Đó các bạn, nó nổ ghê lắm các bạn ơi. Tiếp theo là mấy cái bồn xăng này nha. Đó, nổ ghê như các bạn. Nè, nó nổ theo hiệu ứng domino nha các bạn. Mấy cái trạm xăng này nè là nó sẽ nổ chèn nha. Ui, tên lửa của nó bắn hơi bị khủng khiếp luôn đó. Bắn nè, bắn nè. Ui, các bạn ơi, nó tầm nhiệt kìa. Ghê như vậy. Con xe kia chạy như vậy các bạn, nó tự động nó tầm nhiệt luôn. Rồi, bắn vào xe mấy đại cảnh sát rồi. Đó các bạn. Ui, tầm nhiệt luôn mới ghê chứ. Chiếc xe này sao mà đã dữ vậy ta. Chiếc xe này mà mình lấy nó như làm phi vụ hơi bị đã đó các bạn. Ui, anh trai cảnh sát nè, anh trai cảnh sát nè. Bay lên, bay lên. Đó. Phía sau lưng mình hình như mình thấy có một chiếc trực thăng thì phải. Mình không biết là mình có bay nổi với trực thăng hay là không nữa các bạn, bởi vì trực thăng nó sẽ map ghê lắm. Nào, từ 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 thôi, từ từ thôi, từ thôi, từ thôi. Ui, lúc đầu thì mình không có quen nha các bạn, nhưng mà mình bay một hồi á thì mình sẽ quen thôi. Ui, đừng có đụng vô đây nha, điện không đó. Ui, vào đây là mình sẽ bị điện giật nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên xe thôi. Cái chỗ này nguy hiểm quá các bạn ơi, toàn là mấy cái trụ điện cao thế không à. Vướng vào đây chắc chút xíu nữa chắc thành steak nướng quá các bạn, steak BBQ. Điện nó giật là thôi rồi luôn đi chứ. Nào, tăng tốc nè. Wow, con xe này thích quá các bạn ơi. Nhưng mà dường như cái màu này không có đẹp các bạn. Mình không biết là bà ngoại Danny thích màu gì nữa. Chứ một chút nữa mình sẽ độ lại màu cho nó thôi các bạn ơi. Ui, phía sau lưng mình có mấy anh cảnh sát kìa các bạn. Nào nào nào, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Rồi luôn. Ui. Tự dưng nó bay như vậy đó các bạn, cái nó bị hết năng lượng. Con xe này là nó xài năng lượng sạc nha các bạn. Rồi, chạy vào đây luôn. Chạy vào đây luôn nè. Để mình sử dụng cái chế độ tên lửa đấy các bạn ơi. Tên lửa nè. Mấy anh trai chặn đường em hả? Làm sao mà chặn đường được em? Em là Steve mà. Em là Steve mà. Công nhận tên lửa này nó bắn chính xác kinh khủng luôn các bạn ơi. Nó bắn chính xác kinh khủng luôn á. Mình thấy ở phía trước mặt mình có một chiếc xe ô tô con nha các bạn. Còn xe cảnh sát á thì ở phía trước nữa. Nó nhắm ngay xe cảnh sát luôn các bạn ơi. Nó lắp cái tên lửa qua luôn. Wow, khủng khiếp dữ vậy ta. Chiếc xe này đảo các bạn ơi. Rồi, bay lên nè, bay lên nè, bay lên nè. Mình thấy là các bạn, phía dưới bản đồ mini map nó có một cái thanh màu vàng. Cái thanh đó khi mà nó hết đó các bạn là mình bay không có được. Đó, tạm thời bây giờ thì mình chỉ như vậy thôi các bạn ơi. Tặng cho anh trai nè. Đó các bạn thấy không? Nó tự đuổi theo luôn các bạn. Ui. Mấy anh trai cảnh sát hơn đó nha, mấy anh trai hơn đó nha. À quên với các bạn, đến nhà ngoại Danny rồi, mình sẽ tắt sao nha. Bây giờ mà cảnh sát đi đến nhà ngoại Danny như vậy thì không ổn đâu các bạn. Em tặng cho anh trai một quả này nha, em tặng cho anh trai một quả này nha. Rồi tắt sao thôi các bạn ơi. Mình đi đến nhà ngoại Danny mà mình các cảnh sát đến đó thì bà ngoại Danny sẽ không thích đâu nha các bạn. Bay lên một lần nữa nè. Wow, mình thích cái chế độ bay này ghê luôn đó các bạn. Ui, từ từ thôi. Coi chừng rơi xuống trúng khu vườn của người ta đó. Chỉ mấy cãi các bạn ơi. Rồi. Thiết bị bay gây tai nạn với mấy cài nha các bạn. Anh trai kia cầm điện thoại để chụp hình luôn kìa. Thôi mà mọi người. Thà mình làm highlight đẹp chụp hình thì mình không nói nha các bạn.
té đập mặt vào chiếc máy cày, như vậy có chụp hình được nữa hả? Quê muốn chết luôn vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghé vào đây mình đổ xăng nha các bạn. Mấy anh trai ơi, đổ xăng cho em đầy bình luôn. Mọi người, sao không ai đổ xăng cho mình hết vậy? Được rồi các bạn ơi, tự thân vận động luôn. Nè, nhà canh xăng nè. Wow, các bạn nhìn kìa, một chiếc xe bán tải phiên bản độ nha. Độ gì mà hai ống bô đưa ra ngoài luôn các bạn. Dường như là chiếc xe bán tải như là xe đua thì phải. Thôi, xe mình đã đổ xăng đầy rồi các bạn, cho nên là bây giờ mình sẽ bay nó thẳng đến nhà ngoại Danny luôn nha. À mà quên, đến nhà ngoại rồi các bạn ơi, sát bên đây nè. Đầy máy lên. Bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, lần cuối nha. Đó các bạn, nhà ngoại Danny của mình. Ui, mình bay lố rồi các bạn ơi, mình bay lố rồi. Đập mặt vào tường nữa. Mình điều khiển không có quen, mình điều khiển không có quen. Rồi lên xe nè, lên xe nè, lên xe nè. Ơi, đừng có nói là chiếc xe của mình bị hư nha. Như vậy là không tốt đâu đó. Được rồi các bạn ơi, nhà ngoại Danny của mình đây. Hello, xin chào bà ngoại nha. À các bạn nhìn nè, có thêm những người anh em của mình nữa nha. Ripper thì đang lau nhà, Iron Golem thì đang thổi lá cây hả? Mà các bạn nhìn kìa, thổi lá cây sao mà lá cây bay vào mặt của bà ngoại Danny luôn. Lá cây bay vào mặt của bà ngoại Danny với ngoại Rambo quá vô luôn các bạn. Đó đó đó, Iron Golem này ảo quá nha bạn. Còn Enderman thì đang nhổ cây hả ta? Đây các bạn ơi, Enderman thì đang làm vườn giúp bà ngoại Danny với ngoại Rambo nè. Các bạn nhìn kìa, bà ngoại Danny, ông ngoại Rambo cũng có một chiếc xe giống y chang như là mình luôn. Chán vậy ta. Mình đang định đem chiếc xe này tặng cho bà ngoại Danny nha các bạn, nhưng mà rốt cuộc bà ngoại Danny có một chiếc giống y chang như là mình luôn. Còn ở phía bên kia là ai đây? À, Kelly nè các bạn ơi. Kelly là hàng xóm của bà ngoại Danny hả? Tập yoga luôn mới ghê chứ. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ lấy thử con xe của bà ngoại Danny nha các bạn. Không biết là chiếc xe này nó có giống với chiếc xe của mình hay là không nữa. Ơi, chiếc xe này bay được các bạn ơi. Đây 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 đây. Mình không cần lượng các bạn, mình bay như vậy luôn nè. Wow, đã dữ vậy ta. Chiếc xe kia là mình lượng nha các bạn, còn chiếc xe này á là mình không cần lượng luôn. Nhưng mà rất tiếc chiếc xe này nó chỉ có một chế độ bay thôi các bạn ơi. Lộn, một chế độ bắn thôi nha. Kỳ vậy. Nhưng mà nó bay được như vậy nè các bạn. Còn chiếc xe của mình á là mình phải lượng mấy vòng nha. À, bà ngoại Danny có một chiếc xe được đó các bạn ơi. Con xe này là xịn hơn xe của mình nữa. Mình muốn chạy lúc nào thì mình chạy nha. Còn mình muốn bay lúc nào thì mình bay. Còn chiếc xe của mình á, mình bay lên mình phải lượng các bạn. Cực ghê luôn. Còn chiếc xe này của bà ngoại Danny hơi bị đã luôn đó. Các bạn nhìn nè, mình leo lên trên đỉnh núi một cái một luôn. Wow, đã dữ vậy ta. Bà ngoại Danny có một chiếc xe này xịn thiệt đó các bạn. Nhưng mà nếu như lấy con xe này làm ví dụ á, thì nó không có ổn với con xe của mình nha. Bởi vì con xe của mình á, nó có chế độ bắn ra tên lửa nè các bạn. Còn con xe này á, nó chỉ có một chế độ bắn thôi hả. Đây các bạn nhìn nè, anh trai kia gọi cảnh sát mới ghê chứ. Mọi người này, mình không biết là mình có làm chuyện gì hay là không nữa các bạn, mà mọi người cứ gọi điện báo cảnh sát suốt à. Mình lên 2 sao luôn rồi. Wow, cái mặt đồng hồ này các bạn. Ui, mặt đồng hồ công tơ mét nhìn đúng đẹp luôn đó. Mấy anh trai cảnh sát hả, mình làm gì mình sợ các bạn. Mình chỉ cần mình bay như vậy thôi. Đó, mọi người có thể truy nã mình đến sáng luôn nha. Ui ui ui, có cả trực thăng luôn hả? Thôi mà mấy anh trai ơi, đừng có truy nã em mà. Rõ ràng là mình chỉ muốn bay một vòng mình đi chơi thôi các bạn. Như vậy mà mọi người cũng gọi điện báo cảnh sát. Nhưng mà không ngờ ở trên núi cũng có trực thăng nữa nha. Sao mà mình đáp xuống nó chậm dữ vậy ta? Mình bay lên thì nó nhanh nha các bạn, còn mình đáp xuống á, nó chậm kinh khủng luôn. Làm sao bây giờ đây, làm sao bây giờ đây? Thôi bây giờ mình sẽ trả chiếc xe này lại cho bà ngoại Danny nha các bạn. Không ổn rồi các bạn ơi, mình điều khiển chiếc xe này không có quen nè, nó khó điều khiển ghê luôn á. Nào nào, đáp xuống đi, đáp xuống đi. Bây giờ mình sẽ trả chiếc xe này lại cho bà ngoại Danny nha. Trời mưa hay sao đó các bạn ơi? What the hell? Trời mưa rồi các bạn. Hiện tại bây giờ á thì mình thấy có mặt trời nè. Nhưng mà vẫn có mưa nha, không có một đám mây luôn các bạn, mà vẫn có mưa. Ảo thật đấy, ảo mà cà đà xíu muội ghê chứ các bạn. Hồi nãy mình thấy ở phía bên kia có một chiếc xe tải độ, mà hiện tại bây giờ chiếc xe tải độ đó đã mất tiêu rồi. Thôi mưa rồi các bạn, mà mọi người sao không chịu vào nhà đi ta, đã trời mưa rồi còn ngồi ở ngoài này các bạn. Các bạn nhìn kìa, Ripper chăm chỉ ghê chưa, vẫn còn lau xăng cho bà ngoại Danny nha. Hả, mọi người ơi, mọi người đừng có đụng mình nữa mà. À quên với các bạn, bây giờ mình sẽ chạy con xe này vào nhà cho bà ngoại Danny nha.
Trời mưa rồi các bạn ơi, trời mưa rồi, trời mưa rồi. Mọi người ơi, mọi người giúp mình xin đường nha. Ui, Ripper, từ từ thôi bạn, từ từ thôi bạn. Đó, đậu xe vào nhà, trả lại cho bà ngoại đến đây nha các bạn. Hả, các bạn nhìn nè, chiếc xe của mình lúc nãy mình còn để ở đây mà. Sao bây giờ nó đã mất tiêu rồi? Mọi người ơi, mọi người có thấy chiếc xe của mình ở đâu không? Mà trời mưa rồi, tại sao mọi người không chịu đi vào nhà? Mọi người còn ở ngoài nữa các bạn. Bà ngoại Danny nè, vào nhà đi bà ngoại Danny ơi. Ông ngoại Rambha nữa, mình sẽ cho mọi người vào nhà hết luôn nha các bạn. Rồi, Iron Golem siêng năng quá các bạn ơi. Trời mưa nhưng mà vẫn còn thổi bụi nha. Thổi bụi sao? Bà bay vào mặt của bà ngoại Danny với ông ngoại Rambha quá chừng luôn. Iron Golem này ẩu quá. Còn Kelly nữa các bạn ơi. Ui, Kelly siêng năng chứ vậy, trời mưa rồi vẫn có tập yoga luôn các bạn. Đó, mình kéo vào nhà luôn nha. Vào nhà tập yoga đi bạn ơi. Trời mưa như vậy rồi mà mọi người còn siêng ghê luôn đó các bạn. Bây giờ thì trời đã bắt đầu hết nắng rồi các bạn ơi. Mây cũng đã xuất hiện khá là nhiều ha. Trời mưa rồi, trời mưa rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm một con xe. Mình sẽ quay trở về nhà mình nha các bạn. Con xe của mình rõ ràng mình để ở đó mà không biết ai lấy mất đi con xe của mình rồi. Thôi không sao các bạn, coi như là mình tặng cho mọi người luôn nha. Còn đây có phải là Optimus Prime không? Ồ, không phải đâu các bạn ơi. Con xe này nó để là Supercharged thôi. Optimus Prime thì nó sẽ có thêm một dòng chữ Optimus Prime nha. Rồi luôn, mình không có xe được các bạn. À, hay là bây giờ Steve sẽ làm tài xế lái xe container chở dầu đi nha. Mình thấy ở phía bên kia có một cái thùng dầu các bạn. Con xe nào đẹp đấy ta? Thôi bây giờ mình sẽ lấy con xe màu đỏ này luôn nha các bạn. Rồi, Steve sẽ làm tài xế lái xe container chở dầu. Mình chỉ quay một đoạn nhỏ thôi các bạn ơi. Đây đây, vẫn chỉ một đoạn nhỏ thôi nha. Kết nối nè, kết nối nè, kết nối nè. Ui, cái gì vậy? Chạy sao mỗi quá hàng rào. Rồi luôn, đừng có nói là bắt lầy nha. Wow, con container này nó cũng khá là khỏe nha các bạn. Mình tưởng đâu là mình bị bắt lầy dưới kia rồi chứ. Không ngờ nó quay bánh nó lên được luôn. Ghê dữ vậy ta. Rồi, kết nối với cái thùng dầu nè. Steve vận chuyển dầu nha các bạn. Đó, anh tài xế Steve vận chuyển dầu. Rồi mọi người ơi, mọi người cho mình xin đường nha mọi người. Mọi người cho mình xin đường nha mọi người. Phải như vậy chứ các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Steve lấy xe container luôn. Mà không biết là mọi người vào nhà hay chưa đó. Rồi bây giờ để mình quay xe lại thêm một vòng nữa nha các bạn. Con xe container này quay đầu hơi bị khó nè. Nào 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 nào, cứ từ từ thôi. Bình tĩnh tự tin và không gây cú nha các bạn. Ui, ủi bánh hàng rào của người ta luôn rồi. Tài xế lấy container kiểu này là bị trừ tiền. Đó các bạn, mình thấy rồi các bạn ơi. Chiếc xe đổ các bạn, quá là đẹp luôn. Nào, tạm thời mình sẽ tịch thu con xe này, bổ sung nó vào công quỹ nha các bạn. Đó, để đây luôn cho bà ngoại đến đây với mọi người luôn. Mình thích chiếc xe đó ghê luôn các bạn. Hay là bây giờ mình lấy con xe đó ra đường cao tốc mình chạy thử ta, là sau đó mình sẽ kết thúc video luôn nha các bạn. Rồi tạm thời bây giờ thì mình sẽ đậu con xe container này ở đây đi. Đó, hôm sau đi thì Steve sẽ làm tài xế lấy xe container chở dầu nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến trên đường cao tốc với con xe bắn tải độ. Wow, đảo các bạn nhìn kìa, đây chính là cái mũi hút gió rồi các bạn. Rồi ống xả đặt hai bên nữa, đã ghê vậy ta. Ui, nào nào, cái gì vậy? Mình tưởng là con xe này bị hư chứ các bạn. Ơi sao mà nó trơn dữ vậy ta? Mình quên với các bạn, hiện tại bây giờ trời mưa rồi, cho nên là đường khá là trơn nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ teleport ở đây này các bạn. Đó, mình tăng tốc hết tốc độ luôn. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video nha. Ở đây đi các bạn ơi. Chỗ này thì đường nó khá là trống trải nè. Teleport. Rồi. Thời tiết thì mình sẽ chỉnh cho thời tiết trong lành nha. Để mình xem bây giờ là mấy giờ rồi. 12 giờ rưỡi trưa các bạn. Nhưng mà trời mưa này nè, nhìn nó đúng âm u luôn nha. Rồi, thời tiết trong lành nè, chuẩn bị chúng ta đua xe thôi các bạn ơi. Rồi, vô mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.